Dưới sự hỗ trợ của Trung Nguyên, thời gian như dây thun ngắn ngủn 3-4 ngày, Cố Hồng Y đã đả thông 25 khiếu huyệt, bất ngờ chưa bà già. Trong khe núi dòng suối đang chảy róc rách, Trung Nguyên ngồi xếp bằng trên đá xanh, cách đó không xa Cố Hồng Y cũng ở đây. Bỗng một bóng người vội vã lướt đến, dáng người tròn vo xuất hiện trước mặt Trung Nguyên, đó là Thẩm Vạn Kim. "Tiểu Nguyên ca, Trúc Phong đem rất nhiều người đến đây xem ra chẳng có thiện ý gì." Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Trúc Phong kéo theo 500 anh em tới, lấy lý do Trung Nguyên lôi kéo Hồng Y sư muội gây lỡ dỡ tu luyện của nàng, Trung Nguyên có chịu nổi trách nhiệm không? Cố Hồng Y nghe vậy gương mặt băng hàn nổi giận quát: "Trúc Phong ta tu hành ở đâu thì liên quan gì đến ngươi? Đi bán chim cút cho ta ngay." Hiện tại, Hồng Y đã đả thông 25 khuyết huyệt, đi theo Trúc Nhạc cuộc đời này coi như phế. Trung Nguyên không cần phí lời với đám phế vật, khuôn mặt triệt để băng hàn, nguyên khí cuồng bạo ầm ầm vang lên. "Từng kẻ lên hay là tất cả các ngươi cùng lên một lượt đây? Tùy cho các ngươi chọn." Khí thế Trung Nguyên vô cùng lăng lệ, hùng hổ dọa người. Cố Hồng Y nhìn qua khoảnh khắc này có chút dị sắc nổi lên. Bình thường Trung Nguyên dạy nàng ôn hòa, phản phất hôm nay Trung Nguyên lại biến thành người khác. Nghe xong những lời Trung Nguyên nói, Trúc Phong giận tím mặt đứng lên. "Thật là ngông cuồng, đối phó với ngươi, chỉ một mình ta là đủ rồi." Hắn bước ra một bước, nguyên khí hùng hồn bộc phát, uy thế thái sơ cảnh tam trùng thiên hiển lộ. Mà liền tại lúc này mấy đạo thanh âm truyền tới, thân ảnh lộ ra, người đi đầu chính là Kiều Tu. "Trúc Phong, ngươi muốn đối phó với Trung Nguyên, còn phải hỏi xem Kiều Tu ta có đồng ý hay không." Lúc này một tiếng cười chợt vang lên, "Ha ha, Kiều Tu ngươi có vẻ thích xen vào việc của người khác. Rảnh rỗi sinh nông nổi qua đây đánh với ta vài chiêu." Kẻ vừa nói là một nam tử thần hình gầy khô như con nháy, thể nội của hắn phát ra nguyên khí ba động hơn hẳn cả Kiều Tu. Hắn chính là Tôn Kinh Lôi, bài danh thứ 9 trong thập đại ngoại sơn đệ tử. Trung Nguyên ánh mắt lúc này hướng về Kiều Tu mỉm cười, "Kiều Tu sư huynh, việc ở đây cứ giao cho ta đi." Kiều Tu cười khổ một tiếng, chỉ có thể nói, "Trung Nguyên sư đệ cẩn thận một chút." Trung Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Phong, "Ta hỏi các một lần cuối cùng, các ngươi xác định chỉ có một người lên đúng không?" Trúc Phong cười lạnh, "Còn dám khô môi múa mép." Dứt lời hắn nhào về phía Trung Nguyên, xuất ra đạo đạo quyền ảnh, nhất kích toàn lực mang theo phong lôi ập đến. Hắn ra tay cực kỳ hung ác, nửa điểm cũng không nể mặt nể mũi. Chiêu nhất kích toàn lực của Trúc Phong rơi hoàn toàn trên người Trung Nguyên, lúc này khói bụi dần tản đi, chỉ thấy đồng tử Trúc Phong con ngươi co rụt lại. Trung Nguyên thần sắc không chút ba động thản nhiên nói, "Ngươi chưa ăn cơm sao?" Những người có mặt ở đây đều thấy choáng, quát đờ héo, phòng ngự của hắn sao lại mạnh như vậy? Trúc Phong kinh hãi nhìn qua thân thể Trung Nguyên, lồng ngực trở nên hư hóa rất nhiều, âm thanh tuyệt vọng của hắn vang lên. Ngươi tu thành hóa hư thuật đệ nhất trung giới ư?" Những người khác trợn mắt há hốc mồm, sao có thể như thế được, mới có mấy ngày mà. Tu luyện hóa hư thuật sao có thể nhanh đến thế, xem ra Cố Hồng Y đi theo Trung Nguyên là ngon lành cành đào rồi. Trong khi Trúc Phong hoảng con nghĩa nó sợ xoắn cả dái, thì Trung Nguyên vẫn bình tĩnh vững như bản thạch, thanh âm không chút do dự. "Đã bảo các ngươi lên cùng một lượt, ngu mà cố tỏ ra nguy hiểm lên một người thì trách ai được." Lời vừa dứt, Trung Nguyên bắn nhanh với tốc độ bàn thời, xuất hiện ngay và luôn trước mặt Trúc Phong. "Hừ, muốn chạy ư, đã muộn rồi con trai của ta." Trúc Phong sợ tốc độ quỷ dị của Trung Nguyên đến mức hồn phi phách tán, "Ngươi cút cho ta." Thân ảnh Trung Nguyên thoáng hiện, bàn tay tung một chưởng như thiểm điện, nguyên khí nổ tung thân thể Trúc Phong bay ngược ra ngoài. Cả đám bên dưới không ngừng hít ra ma, thân ảnh Trúc Phong ở giữa không trung không ngừng bay tới bay lui. Hắn bị đánh đến choáng đầu hoa mắt, thất thố gầm thét lên, "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, ta sắp hẹo con nghĩa nó rồi, mau xông lên hết cho lão tử." Những đệ tử kia nhìn nhau một chút, mặc dù sợ sắp tè ra quần nhưng vẫn cố xông lên. Trung Nguyên bóng dáng quỷ dị như thùng luồng rẻ sóng, xuyên qua đám đệ tử kia. Trong vòng chiến hỗn loạn, đám đệ tử kia đến móng tay của Trung Nguyên còn chưa được sờ đến được thì đã bị đánh bay rồi. Cục diện bây giờ giống như hổ xông vào bầy dê phân rõ cao thấp. Sau nửa khắc thời gian ngắn ngủn, mặt đất thân ảnh nằm như ngã dạ, mặt mũi bầm dập. Ánh mắt Trung Nguyên lúc này dõng dạc nói, "Từ hôm nay về sau ta sẽ dạy người khác tu hành hóa hư thuật, Trúc Nhạc dạy một ngày 5 viên nguyên ngọc, ta chỉ 3 viên mà thôi. Còn về hiệu suất trong vòng 1 tháng đạt được đệ nhất trùng." Một lời nói ra chắc như đinh đóng cột. Trúc Phong lạnh giọng nói, "Hừ, ngu xuẩn, vậy ngươi hãy đợi sự phẫn nộ của đại ca ta đi." Nói xong hắn phất tay áo dẫn theo đám đệ tử phán lẹ, thân hình có hơi chật vật. Tin tức Trung Nguyên dạy hóa hư thuật truyền ra, Cố Hồng Y lúc này nhìn Trung Nguyên nói, "Ngươi dã tâm này cũng không nhỏ. Ngươi dạy hóa hư thuật đệ nhất trùng sao? Đến lúc đó dạy ta đệ nhị trùng một chút, thấy thế nào?" Trung Nguyên cười khổ nói, "Đệ nhị trùng khó quá, cái này phải nói lý một chút." Hồng Y chớp chớp đôi mắt đẹp ôn nhu nói, "Cùng con gái nói lý ngươi có bị tưng tưng không? Thật sự muốn nói lý, lão tổ nhà ta là phong chủ Hồng Nhai Phong của Thương Huyền Tông, nếu người biết ta bị khi dễ ngươi đoán sẽ như thế nào?" Trung Nguyên cười khang một tiếng, "E hèn vậy ta hỏi một chút, vậy ta được lợi ích gì?" Cố Hồng Y yên nhiên nói, "Ừ, cái này đó hả, ngươi có thể được độ gia tăng hảo cảm của Cố Hồng Y, khà khà." Chuyện ở khe núi cuối cùng cũng truyền ra ngoài nhanh như chớp, toàn bộ ngoại sơn đều sục sôi vì nó. Nhưng tuyệt đại đa số người đều có nghi hoặc, vì nếu tin rồi cùng là ngoại sơn đệ tử, điều đó chỉ khiến bản thân tự cảm thấy xấu hổ. Tại hậu sơn Tàng Kinh Lầu, bầu không khí có chút ngột ngạt. Trúc Nhạc sắc mặt hờ hững thản nhiên nói, "Các ngươi muốn qua Trung Nguyên tu luyện thì cứ đi đi." Nhưng hắn vẫn bô cái miệng xuyên tạc sự thật, cho rằng Trung Nguyên đạt được thành tựu như vậy là nhờ Cố Hồng Y giúp đỡ, mà nàng lại có lão phong chủ Hồng Nhai Phong phía sau chống lưng, ban thưởng dị bảo giúp Trung Nguyên tu luyện hóa hư thuật. Các đệ tử khác nghe vậy, âm thầm cũng gật đầu tin theo lời Trúc Nhạc vừa nói.
thần sắc cũng hòa hoãn xuống. Nếu làm đến cùng mà không được, hắn sẽ mượn tay chấp pháp đường đuổi Trung Nguyên ra khỏi ngoại sơn. Vẫn ở chỗ cũ, Trung Nguyên thần sắc bình tĩnh đứng cùng với Thẩm Vạn Kim trên tảng đá. Thẩm Vạn Kim nói, Tiểu Nguyên ca tên Trúc Nhạc đó tuyên bố rồi, nếu làm không thành chấp pháp đường sẽ xử Tiểu Nguyên ca. Trung Nguyên nghe thế gật gật đầu không suy nghĩ gì nữa, nói, mặc kệ hắn, vạn sự khởi đầu nan, gian nan không bao giờ nản. Trung Nguyên sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi. Lúc này phía xa xa có tiếng cười truyền đến, chỉ thấy Kiều Tu mang theo mười mấy người tới, Trung Nguyên sư đệ bọn ta đến cổ vũ cho đệ đây. Vừa vặn nhiều người đến đây xem Trung Nguyên trổ tài, cu cậu chỉ có thể dùng hành động thay lời nói thôi. Mọi người đều đã đến rồi, vậy bây giờ bắt đầu thôi. Ở sườn núi, Cố Hồng Y đôi mắt động lòng người đứng thẳng nhìn qua khe suối. Bên cạnh Cố Hồng Y còn có một nữ nhân, bộ dáng mỹ lệ con người mộng nước, nàng là nhất đẳng đệ tử Hàn Thu Thủy. Các nam nhân đứng gần thấy nàng chảy nước miếng. Thu Thủy ngờ vực Trung Nguyên dựa vào dị bảo nào đó của lão tổ Hồng Y mới tu luyện được hóa hư thuật. Cố Hồng Y lười trả lời, đáp án ở trước đó, một xí sẽ rõ ràng thôi. Hàn Thu Thủy lặng lẽ nói, chẳng lẽ dạo gần đây cô và Trung Nguyên gần nhau làm Lục Phong cảm thấy khó chịu? Cố Hồng Y nghe thế lông mày dựng thẳng đứng nói, ta thân thiết với ai liên quan quái gì đến Lục Phong? Ngay lúc này Trung Nguyên dùng Thiên Nguyên Bút làm môi giới, dẫn dắt nguyên khí vào trong cơ thể mọi người. Lần đầu tiên Trung Nguyên cảm ứng khiếu huyệt tới 10 người. Một canh giờ trôi qua mà chính lúc này, hai mắt Trung Nguyên đóng chặt chợt mở, thanh âm phát ra tản ra nguyên khí dẫn dắt. Trong nháy mắt một cỗ lực lượng ngoại lai dẫn động, dọc theo kinh mạch lưu chuyển. Mọi người Kiều Tu đột nhiên cảm giác được chấn động, nguyên khí va chạm phản phất có cái gì đó được đả thông. Thể nội nguyên khí từng tia chảy vào trong đó. Vào lúc này bọn họ mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Vậy mà khiếu huyệt bị đả thông rồi. Khe núi lúc này bộc phát ra âm thanh xôn xao, các đệ tử kích động khua tay múa chân cười lớn, ha ha, khiếu huyệt xuất hiện đả thông rồi, Trung Nguyên sư đệ lợi hại quá. Hai bên sườn núi vô số thân ảnh trên đó, Trung Nguyên hướng mắt về họ, âm thanh nhàn nhạt vang lên. Trải nghiệm vừa rồi Trung Nguyên phát hiện năng lực cu cậu có hạn, nhiều nhất khống chế được 100 người, nhân số đầy sẽ không dậy nữa. Trung Nguyên vừa dứt lời đông đảo đệ tử điên cuồng gào thét, ta muốn đăng ký, ta cũng muốn, đại ca để cho ta một chỗ. Thu Thủy thấy cảnh một bầy người đan chen lấn, nuốt nước bọt nũng nịu nói, Hồng Y cô quen biết với Trung Nguyên, lấy giúp ta một chỗ đi. Hồng Y liếc nàng hử nhẹ một cái, đôi mắt đẹp nhìn về đạo thân ảnh kia cười nói, tên gia hỏa này trong chớp mắt nổi tiếng bước vào giới showbiz rồi. Chuyện Trung Nguyên đả thông khiếu huyệt cho 10 người, trong thời gian ngắn ngủn nửa ngày đã truyền ra khắp ngoại sơn. Các đệ tử tu hành hóa hư thuật bắt đầu nảy sinh dục vọng. Giảng đường phía sau núi, ngay lúc này Trúc Nhạc đang giảng giải hóa hư thuật cho nhiều đệ tử, đột nhiên bên ngoài có bạo động, hắn chưa kịp lên tiếng đã có người vọt vào thất thố hô, Trung Nguyên liền một mạch giúp hơn 10 đại tử đả thông khiếu huyệt rồi. Giảng đường chợt xôn xao, nhiều đệ tử trợn mắt hốc mồm, rất nhiều người đứng ngồi không yên. Giảng đường chợt náo loạn kẻ đau bụng, người đi tè, có anh về chở má đi bơi. Trong vòng mấy phút, giảng đường vắng như chùa Bà Đanh, chỉ còn lại hai con ma nhà họ Trúc, chưa hết nghiệp trần gian đành phải ở lại. Trúc Nhạc giận đến toàn thân phát run, Trúc Phong cũng là sắc mặt trắng bệch. Trúc Nhạc cắn chặt răng, Trung Nguyên ngươi dám đoạt tài lộ của ta thì đừng có trách ông đây sẽ báo thù. Ở khe suối, liên tục không ngừng có nhiều ngoại sơn đệ tử chạy tới, ngắn ngủi nửa canh giờ danh ngạch 100 người, chỉ còn lại có 10 cái. Đảo qua một vòng Thẩm Vạn Kim nói, mọi người đừng đùng đẩy, các vị đã không nhường lẫn nhau. 10 vị trí cuối cùng này sẽ theo cách đấu giá. Kết thúc đấu giá Thẩm Vạn Kim, mang một túi vải lớn có hơn 300 miếng nguyên ngọc là học phí thu được hôm nay. Trung Nguyên không nhịn được cảm thán một tiếng, Thẩm Vạn Kim chính xác rất biết làm thịt người. Sau đó hàng trăm viên nguyên ngọc bay về phía Kiều Tu và Thẩm Vạn Kim, hôm nay làm phiền mọi người rồi. Đây là một chút thành ý xin đừng từ chối. Trung Nguyên vẫy tay cười nói, ngày mai đến đây ta sẽ giúp mọi người tu luyện hóa hư thuật. Trung Nguyên ung dung quay về tiểu lâu cười khẽ một tiếng, hiện giờ có tiền thì ngày mai có thể ăn bách hương lâu rồi. Vừa đến tiểu lâu Trung Nguyên chợt sững sờ, ngồi trước mặt Yêu Yêu đang cầm bút là một lão giả áo xám. Trung Nguyên tự hỏi đây là đang làm gì. Lão giả sắc mặt nguyên túc nhìn chằm chằm những đường nét nguyên văn trên mặt đá, hai người này lại là đang chơi cờ nguyên văn. Yêu Yêu chống cằm nói, vị lão tiên sinh này công phạt lâu như vậy rồi không thể đột phá, cần gì phải chống đỡ. Lão già áo xám mặt nhăn nhó, đầu muốn bốc khói, mặt mo có chút khó chịu nói, bé con thật quá ngông cuồng, ta niệm tình ngươi là tiểu bối nên mới nhiều lần nương tay đó. Yêu Yêu mỏ chu lên nói, giữa ta và tiên sinh không phải là chênh lệch tuổi tác, đơn thuần là xem ai giỏi nguyên văn hơn. Lão ta xấu hổ nói tiếp, bé con đừng cậy xinh đẹp mà ăn nói lung tung. Yêu Yêu tiếp lời, lão tiên sinh đừng có tự đề cao mình. Ánh mắt lão ta chợt nhìn về phía Trung Nguyên. Cu cậu sắm mặt, vị lão nhân này dường như rất không bình thường. Bỗng Yêu Yêu ho khụ một tiếng, chờ ông thắng được ta thì hãy tỏ vẻ uy phong nhé. Nghe được Yêu Yêu nửa điểm không khách khí, nhịn không được liền nói, bé con ngươi biết lão phu là ai không, lại dám nói như vậy. Không biết cũng không có hứng biết. Lão trừng mắt nhìn Yêu Yêu nửa buổi, lần này trong ngoại sơn đệ tử đâu ra một quái thai như vậy. Thấy được nguyên văn tạo nghệ của Yêu Yêu cực giỏi, lão định thu nạp Yêu Yêu vào nội sơn đệ tử Linh Văn Phong, nhưng nàng từ chối hai chữ, không đi. Lão ung dung đứng dậy chợt nhìn Trung Nguyên, nhóc con ngươi gần đây khiến ngoại sơn không yên ổn à nhé. Lão nhìn ra được Trung Nguyên giúp người khác cảm chi khiếu huyệt, ắt hẳn là thần hồn cu cậu cực kỳ nhạy cảm mới có thể làm được. Lão cười một tiếng rồi xoay người chậm rãi rời đi. Hai nhóc con các ngươi thật không đơn giản nha.
Chu Nguyên nhìn theo bóng lưng lão ta rời đi nói, Yêu Yêu tỷ, lão ta là ai thế? Yêu Yêu che miệng uể oải ngáp một cái nói, không biết. Nàng đang nghiên cứu nguyên văn chợt lão nhảy ra chỉ điểm. Chỉ thì ít mà bị Yêu Yêu trừ điểm hơi nhiều. Chu Nguyên nhếch nhác miệng, Yêu Yêu tỷ, tỷ đúng là quá bá đạo. Chu Nguyên không suy nghĩ nhiều nữa liền nói, kệ ông ta đi, bây giờ chúng ta có tiền rồi. Ta mời mọi người tới Bách Hương lâu ăn uống thoải mái. Yêu Yêu không có phản ứng, ngược lại thôn thôn vô cùng hưng phấn, ô dè hết sảy con bà bảy. Hôm sau, không khí trên núi bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường, mỗi ngày có đến hơn 100 đệ tử tụ tập ở đây, để Chu Nguyên giúp đỡ đả thông khiếu huyệt. Tuy số lượng không hề ít, nhưng Chu Nguyên dưới sự hỗ trợ của phá chứng thánh văn, vẫn có thể giúp mọi người một ngày đả thông một khiếu huyệt. Tốc độ tu luyện hóa hư thuật này, khiến tất cả đệ tử đến tu hành cực kỳ thỏa mãn. Những đệ tử không giành được vị trí lại tức giận vô cùng. Thậm chí rất nhiều đệ tử đã thôi học ở chỗ Trúc Nhạc, bắt đầu thu thập nguyên ngọc, đợi lần nhận đệ tử tiếp theo của Chu Nguyên. Giảng đường hiện giờ bên phía Trúc Nhạc vô cùng ảm đạm, nhìn trông rất bi thảm. Kết cục của Trúc Nhạc đã khiến một số nội sơn đệ tử giảng sư cảm thấy sợ hãi, dần dần không muốn làm kẻ địch của Chu Nguyên. Lúc này tại một nơi nào đó sau núi, Trúc Nhạc và Trúc Phong ở cùng một chỗ, chúng đang bày mưu tính kế bem Chu Nguyên một trận. Vì Chu Nguyên cái tội dám đè đầu cưỡi cổ, không biết tôn trọng sư huynh tiền bối. Thanh niên nói là làm, hôm sau hắn đến tìm Trần Viên với một chút thành ý, đổi lại hắn và Chu Nguyên sẽ tỉ thí hóa hư thuật, ai mạnh hơn thì người đó được tiếp tục làm giảng sư. Tin tức được loan truyền ra khắp ngoại sơn gây chấn động vô cùng lớn. Trúc Nhạc đây cũng quá là vô sỉ, hắn đã luyện hóa hư thuật được 2 năm trong khi Chu Nguyên mới luyện có 1 tháng. Rõ ràng là hắn đang giở trò. Thời gian này Chu Nguyên vẫn đang tu luyện trên tảng đá thường ngày, Cố Hồng Y bước đến bên cạnh Chu Nguyên, nàng cau mày nói, Trúc Nhạc đúng là ức hiếp người quá đáng. Chẳng quan tâm ngươi có đồng ý hay không, hắn đã quyết định trận tỉ thí này rồi. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía bên dưới, mọi người cứ bình tĩnh, anh đây ứng phó là điều đương nhiên. Bọn họ sợ vạn nhất Chu Nguyên thua về sau, cũng chỉ có thể trở lại Trúc Nhạc tu hành. Hôm nay, tại tiểu lâu của Chu Nguyên, đúng hẹn lại lên, lão già áo xám lại cùng Yêu Yêu đánh cờ. Chu Nguyên đứng sau lưng Yêu Yêu, đột nhiên Chu Nguyên cảm giác thần hồn trên ấn đường phồng lên. Đây là dấu hiệu thần hồn từ hư cảnh sắp phải bước vào thực cảnh. Lão tiên sinh thường đánh cờ nguyên văn với Yêu Yêu là một trong hai vị ngoại sơn trưởng lão tên là Tông Minh. Ngày thường hai vị trưởng lão này không để ý thực sự, đều giao cho Trần Viên quản lý. Trần Viên 5 lần 6 lượt nhắm vào Chu Nguyên, Tông Minh trưởng lão có thể hủy bỏ trận tỉ thí giữa Trúc Nhạc và Chu Nguyên. Ngược lại Chu Nguyên thì không cần hủy bỏ tỉ thí, chỉ hy vọng trận này công bằng một chút. Tông Minh trưởng lão lướt qua một vòng kinh ngạc, không biết Chu Nguyên lấy đâu ra tự tin như thế. Trận tỉ thí này không ai có thể động tay động chân, vì chính Tông Minh trưởng lão sẽ chủ trì. Yêu Yêu khẽ cúi đầu hỏi Chu Nguyên có nắm chắc phần thắng hay không. Chu Nguyên mỉm cười chắc như cái nịt. Đã kết thúc phần 27 của Nguyên Tôn rồi, cả nhà đừng quên cho Sonic review một like, một subscribe kênh, mình sẽ rất vui và xem đó là động lực từ cả nhà, giúp Sonic ra thêm nhiều review hơn nữa. Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông, để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.